Xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 6 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng và phóng sự buổi gây quỹ phòng đọc sách Cô Giang. Trong phần 2 là tin tài liệu đặc biệt. Để mở đầu, với Phương kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Nhận xét của Tổng thống Trump về cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Tổng thống Donald Trump hôm 26 tháng 6 nói rằng, Cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ tẻ nhạt. Cuộc tranh luận kéo dài 2 giờ đồng hồ giữa 10 ứng viên dân chủ, tập trung vào các vấn đề chính sách từ Iran, di dân cho tới các khoản vay để đi đại học cũng như việc chăm sóc y tế. Một số ứng viên đã công kích ông Trump, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ không đáp trả ngay lập tức từng cá nhân một mà chỉ bình luận chung về cuộc tranh luận này tẻ nhạt. Ông Trump viết từ một duy nhất trên Twitter Tổng thống Trump xem buổi tranh luận trên chuyên cơ Air Force One trên đường tới Nhật Bản, khi trục trặc kỹ thuật khiến việc bắt đầu phần 2 của cuộc thảo luận bị đình trệ. Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích hai đài NBC News và MSNBC, vốn từng bị ông cáo buộc là đối xử với mình thiếu công bằng. Tổng thống Trump tweet NBC News và MSNBC phải cảm thấy hổ thẹn vì sự trục trặc kỹ thuật tồi tệ như vậy giữa cuộc tranh luận. Tổng thống Trump nói ông sẽ không gặp Kim Jong-un trong chuyến đi G20. Tổng thống Trump hôm thứ tư cho biết ông sẽ không gặp nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á trong hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tuần này. Tổng thống Trump nói với các phóng viên khi rời tòa Bạch Ốc để lên chuyến bay tới Nhật: "Tôi sẽ gặp gỡ với nhiều lãnh đạo cao cấp khác, nhưng không phải anh ta. Nhưng tôi có thể nói chuyện với ông Kim bằng một hình thức khác." Trước đó cũng trong ngày thứ tư, tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in tiết lộ Mỹ và Bắc Hàn vẫn đang tham gia các thảo luận bí mật về khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa lãnh đạo hai bên. Ông Moon nói cả hai đã tham gia đối thoại liên quan tới thượng đỉnh lần ba và lãnh đạo Nam Hàn còn biết Mỹ đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán cấp sự vụ với Bắc Hàn, vốn đã bị ngừng trệ kể từ khi cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un ở Hà Nội hồi tháng 2. Ông Moon nói rằng không có lý do gì để gọi đàm phán hạt nhân Mỹ Bắc Hàn bế tắc chỉ vì hai bên không có đối thoại chính thức. Tổng thống Trump cho biết ông có thể đánh thuế thêm vào Trung Quốc nếu không đạt thỏa thuận thương mại. Tổng thống Trump nói ông sẽ áp thuế thêm đối với Trung Quốc nếu ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đạt được thỏa thuận thương mại khi họ gặp nhau vào cuối tuần này. Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng Fox Business Network hôm thứ Tư 26 tháng 6 rằng ông sẽ áp dụng các mức thuế bổ sung rất đáng kể đối với quốc gia Đông Nam Á này. Nếu chúng tôi không đi đến một thỏa thuận, Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau vào cuối tuần này tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 tại Okasa, Nhật Bản. Cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ hồi tháng 5. Kể từ khi Mỹ áp dụng mức thuế mới lần đầu tiên, hai nước Mỹ Trung đã áp thuế trả đũa lẫn nhau đối với hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ Mỹ Kim. Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế trị giá hơn 325 tỷ Mỹ Kim đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ bao gồm tất cả mọi mặt hàng Trung Quốc xuất cảng sang Hoa Kỳ mà chưa phải chịu mức thuế 25%. Hiện hành đánh vào số hàng trị giá 210 tỷ. Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế trị giá hơn 325 tỷ Mỹ Kim đối với hàng hóa Trung Quốc, sẽ bao gồm tất cả mọi mặt hàng Trung Quốc xuất cảng sang Hoa Kỳ mà chưa phải chịu mức thuế 25%. Hiện hành đánh vào số hàng trị giá 250 tỷ Mỹ Kim của Trung Quốc. Tổng thống Trump giải thích vì sao ông ra lệnh hoãn vào phút cuối quyết định tấn công iran trong cuộc phỏng vấn trong chương trình fox business network hôm qua tổng thống trump giải thích vì sao ông ra lệnh hoãn vào phút cuối quyết định tấn công iran như sau tôi quyết định không giết nhiều người iran tôi thích người iran khi được hỏi về khả năng nổ ra một cuộc chiến với iran ông trump cho biết tôi có thể cho các bạn biết là cuộc chiến này nếu có sẽ không kéo dài hoa kỳ đang ở trong vị thế rất mạnh ngoài ra tổng thống trump cũng cho hay ông không ra lệnh điều thêm quân đánh iran nếu có xảy ra chiến tranh với xứ này ông nói tôi không nói chuyện về viễn ảnh tăng thêm quân đâu tuy nhiên trên twitter tổng thống trump cảnh cáo là bất cứ một cuộc tấn công nào nữa của iran vào bất cứ mục tiêu nào của hoa kỳ sẽ bị hướng chịu đòn phản công toàn diện và dữ dội thậm chí cả hủy diệt nữa nói chuyện với các ký giả trong phòng bầu dục của tòa bạch ốc hôm qua tổng thống trump nói ông chưa cần một chiến lược tối hậu với iran Ông nói chúng ta muốn đàm phán để đạt thỏa thuận. Nếu Iran muốn như thế, còn nếu như Iran không muốn thì cũng tốt thôi. ICE bắt giữ 52 người nhập cư không có giấy tờ ở Texas. Cơ quan di trú và hải quan Hoa Kỳ đã bắt giữ hơn 50 người nhập cư không có giấy tờ trong một hoạt động kéo dài 4 ngày ở Nam và Trung Texas. Trong quá trình hoạt động, ICE đã bắt giữ 46 người đàn ông và 6 phụ nữ. Theo thông cáo báo chí, 20 người đã bị bắt ở Laredo, 16 người bị bắt ở Austin và Waco, 9 người bị bắt ở thung lũng Rio Grande và 7 người bị bắt ở San Antonio. Đa số những người này di cư đến từ Cuba, Mexico và Honduras. Theo công cáo báo chí, trong số 52 người bị bắt, 35 người trong số họ có tiền sử phạm tội trước đó, bao gồm các tội như tấn công, bạo lực gia đình, vi phạm giao thông, tàn trữ ma túy, buôn lậu ma túy, nhập cảnh bất hợp pháp và tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí chết người